Chiều nay tại huyện ủy Thới Lai, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ dự lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định điều động đồng chí Quỳnh Văn Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố chuyển công tác về huyện ủy Thới Lai tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Thới Lai nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vào Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai lãnh đạo giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quang để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời yêu cầu các đồng chí được điều động lần này tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực cũng như kinh nghiệm trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện đề ra.